nói thì đi này, đây là anh đọc luôn rồi tôi đi. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ này, cho biết rằng Việt Nam đã đặt mua gần 100 triệu vũ khí của Mỹ. Đúng vậy. Đấy. Thì thế này, bây giờ vấn đề Việt Nam mua vũ khí của Mỹ hay là của Nga hay là của một nước nào khác chẳng hạn chứ, có thể là sau này là mua tàu của Ấn Độ hay là mua những cái dàn mà điều khiển hỏa tiễn rồi này kia của Ấn Độ, thì mình phải thấy rằng người Mỹ và người Nga hay là những dân tộc khác trên thế giới biết rằng Việt Nam có mua súng của bất cứ nước nào, của phía nào cũng là để hòa bình, để mà bảo vệ đất nước thôi. Quân đội Việt Nam chưa đi xâm lăng nước nào cả. Đấy, nghĩa là nói tới những cái cuộc chiến mà cận đại đó, thì sở dĩ quân đội Việt Nam qua bên biên mà giải phóng dùng chế độ của cái bọn khủng bố Pol Pot với lại Yang Sari là để bảo vệ nước Việt Nam, đồng thời giải phóng cho dân tộc Campuchia được như ngày nay. Chính dân tộc Campuchia còn gọi những người bộ đội nhân dân Việt Nam đó là lính nhà Phật. Đấy, thành ra người Mỹ, tại sao mà Việt Nam mua vũ khí của Nga mà Mỹ vẫn để cho mua? Cái đó là bình thường thôi. Bây giờ mua bán là mua bán. Anh Mỹ nếu mà anh bán cho Việt Nam mà Việt Nam có thể mua nổi thì là vũ khí của Mỹ thì là Việt Nam cũng mua thôi. Thì bằng chứng là đã cho những nhà mà quân sự Việt Nam đi sang bên Mỹ rồi, xem có máy bay nào của Mỹ bán mà Việt Nam mua nổi thì là vẫn bán. Bây giờ Việt Nam chỉ lấy vũ khí để mà bảo vệ đất nước và giữ hòa bình thôi, chống bọn khủng bố thôi. Đó, chứ Việt Nam không có đi dùng cái vũ khí để đi xâm lăng mà đi gọi là đi xâm lăng. Ngày xưa đấy, Việt Nam từ cái tay không mà ngày nay súng ống, từ cái tầm vong giặc nhọn mà ngày nay có súng lớn, là điều trước hết là Việt Nam khởi đầu đó là lấy súng Mỹ mà đánh lại thực Tây. Đấy, từ cái năm 1945 súng Mỹ mà bắn thằng Tây. Đấy, thành ra vì thế người ta biết là sở dĩ Việt Nam phải cầm cái súng thay vì cầm cái hoa, thì cái hoa trong tay thì người Việt Nam, cái quân thù bắt Việt Nam phải cầm cái súng để mà bảo vệ đất nước. Thì Việt Nam chỉ có bảo vệ đất nước, thì là vì thế mới có cái câu mà độc lập hay là chết. Đó, nếu mà Việt Nam không độc lập thì cả nước Việt Nam sẽ chết. Đấy, thành ra cái đó nó là một cái chân lý rồi, thì cái chân lý đó không có thay đổi được. Thành ra bây giờ Nga có bán cái vũ khí cho Việt Nam hay là xin mình nói thẳng ra đi, bây giờ tàu nó có bán vũ khí cho Việt Nam thì Việt Nam cũng sẽ dùng cái vũ khí đó chống lại người tàu nếu mà người tàu xâm lăng. Đấy, thì bằng chứng là Việt Nam đã đánh cho tàu một trận nó không còn manh giáp rồi. Đó, thì gần đây cái đó nhà mới có mười mấy năm nay thôi. Thành ra đồng bào cứ nhìn cho thấy cái kỹ đó đi. Việt Nam ngày xưa tay không mà ngày nay súng ống, là bây giờ ngày xưa là những đội quân du kích, bây giờ là những đại đoàn, những binh đoàn. Thành ra Việt Nam luôn luôn yêu chuộng hòa bình, nhưng mà có cái câu nói là nếu mà muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Bây giờ mình phải có súng trong tay thì những cái kẻ thù bọn khủng bố nó mới nể mình, chứ còn không có thì là Việt Nam không bao giờ để tàu bắt nạt. Thành ra xin nói với lại các ông các cụ mà đã nói rằng Việt Nam hèn dĩ giặc ác với dân thì cứ xem ở trong cái quá khứ đi, thì nó xuyên tạc vậy thôi. Tuy rằng nói ra thì dễ, nhưng mà Việt Nam giữ được con đường hòa bình đó trên 40 năm nay rất là khó rồi. Bao nhiêu người Việt Nam, 10.000, mười mấy ngàn con em Việt Nam đã chết ở trên cái chiến trường Campuchia để bảo vệ đất nước Việt Nam, và đồng thời bảo vệ luôn cho những cái người dân mà bình thường, những cái người dân mà hòa bình, dân Việt Nam mình và những người dân của Campuchia. Việt Nam cũng chết cho đất nước Campuchia, chết cho hòa bình của Campuchia. Thành ra cái đó thế giới thấy rõ, người Mỹ thấy rõ cái chuyện đó, không có ai mà
bây giờ còn có thể gạt gẫm mà nói là Việt Nam là thế này, nói là Việt Nam thôi, năm ông Việt Cộng chưa có đeo gãy, chưa có đeo nổi một, nghĩa là một cái tàu đủ đủ. Thì đó thôi, thì thôi cái chuyện đó là cái để mà thấy rằng quân đội Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã trưởng thành. Tất cả mọi việc làm ít hay nhiều, xa hay gần đều nhắm tới cái vụ là củng cố hòa bình cho Việt Nam và củng cố hòa bình cho toàn thế giới. Vâng. Tính hỏi chị Phùng Thị Châu là cái ông Đào Minh Quân ông tuyên bố kỷ lục. Bây giờ chị nói đi chị. Ông Đào Minh Quân thì nãy giờ tôi thấy là anh Dương Xuân Phương nói nhiều rồi, mà mình tuyên bố là nhà nước Việt Nam mua vũ khí của Liên Xô, mua vũ khí của Mỹ luôn á, thì tôi nghe cái tin Đào Minh Quân ấy đập bàn chết cha rồi, cái này Việt Nam nó mua vũ khí thế này thì làm sao mà tôi lật đổ được nó. Nó Đào Minh Quân nó nói với vợ ông như vậy đó. Tôi chết cha là, tôi rồi. Nó nói mà chị nghe được là hay quá. Tôi có lỗ tai bí. Nhà thiên lý, nhà tiên tri. Nhưng mà hiểu như vậy, khi mà ông Đào Minh Quân nó cứ xúi giục những người Việt Nam họ không biết, rất họ không biết cái tin tức, rồi đem họ về Việt Nam để họ chống đối nhà nước Việt Nam, rồi bị bắt, rồi bị tù tội. Mấy ông ở bên Mỹ, ông Đào Minh Quân, ông đâu có cái quyền lực gì để can thiệp. Mà người dân ở Việt Nam mà đi biểu tình chống đối, mà phá, mà bị bắt, đi vào tù ở, thì ai là nuôi cho gia đình của họ, thích lo vấn đề con cái ở bên Mỹ. Đó một cái tội mà ông này ông phủi tay khi mà tuyên bố ông sẽ làm gì cho những người bị bắt ở Việt Nam, thì ông này ông nói cái đó là người đó là công dân Mỹ thì để Hoa Kỳ lo. Cái đó ông chối bỏ cái trách nhiệm của ông. Nếu ông không giữ được cái trách nhiệm cho người dân mà ông xúi giục về Việt Nam để chống đối nhà nước Việt Nam, để bị bắt, để bị ở tù đó, thì ông cũng phải có cái can đảm ông ngừng xúi giục cái người dân Việt Nam làm những cái chuyện tầm bậy như vậy. Vì khi mà họ làm bậy, họ bị bắt ở tù, chính phủ Hoa Kỳ cũng đâu có làm gì được. Anh đâu thể nào anh tới nước Mỹ anh tuyên bố rằng là sẽ làm đảo chính Tổng thống Trump. Anh mà tuyên bố một câu đó là trong vòng 2 second thôi là FBI tới nó tóm cổ anh rồi. Không có một quốc gia nào, không có một công dân nào tự do dân chủ mà dám tuyên bố trước quốc gia đó mà nói tôi lật đổ chính phủ Tổng thống của nước đó. Nó chuyện khôi hài, nó không đúng thực tế. Thành thử ra mấy ông phải chịu trách nhiệm khi mà ông tuyên bố họ đưa những cái người họ nhẹ dạ đem về Việt Nam chống đối lại chính phủ nhà nước Việt Nam để họ bị ở tù. Cái đó là một cái chuyện làm nó vô trách nhiệm và không có đúng cái căn nhân bản của con người khi mà bạn sử dụng những người họ nhẹ dạ họ làm một cái chuyện như vậy. Bạn phải hiểu cả cái thế giới và cả cái nước Mỹ, cả cái tổng thống nước Mỹ đã công nhận nước Việt Nam đối tác tự do với Việt Nam, song phương với Việt Nam về ngành ngoại giao, thì anh là công dân của Hoa Kỳ, anh đâu có được quyền anh lật đổ một quốc gia mà đã là bang giao với nước Hoa Kỳ. Đó là anh đã làm cái chuyện đó là sai luật. Anh đứng ở bên Mỹ anh tuyên bố lung tung về nước Mỹ này nó tự do, nó để cho anh nói, nhưng mà anh đưa thành một cái hành động để anh xúi giục người dân ở bên Mỹ trở về Việt Nam làm những hành động lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam, đó là anh phạm pháp và chính phủ Hoa Kỳ anh không có giúp đỡ. Anh xâm phạm nội bộ của Việt Nam. Thì anh gì ở bên Lào đấy. Đúng rồi. Vần tao chứ vũ khí này bị bắt. Cái hành động mà anh xâm phạm vào cái chủ quyền của Việt Nam thì anh phạm tội cái luật Việt Nam thì anh ở tù, thì nước Mỹ này không có ai mà có thể ủng hộ mà bảo vệ anh được, cái vì anh làm sai luật rồi. Thành thử ra tôi khuyên các vị đừng nghe cái gì ông Đào Minh Quân ông nói, những cái chuyện ông nói ở trên bàn phím, ông ngồi ông nhậu, ông say rượu, ông nói thì ông nói cho nó qua chuyện cho vui. Nhưng mà đừng có nghe theo ông ở tù ở Việt Nam khổ lắm. Tự nhiên một bà thì Phan mua Anh Phan là cái anh Việt Nam nữa. Bị ở Việt Nam ở tù 14 năm. Mười mấy người đó. Không, có hai người Việt Kiều và mười mấy người ở bên Việt Nam tội nghiệp vậy đó. Thành thử cái chuyện mà bây giờ bà này mới ở tù thì con cái vào bên Mỹ thì phải lo làm sao bây giờ. Bây giờ ở tù rồi, phạm pháp thì bị ở tù. Bà đã 60 mấy tuổi rồi. Thành thử ra cái chuyện, cái trò mà thù hận các bạn nên bỏ đi, hãy trở về với dân tộc
tổ trở về với Tổ quốc Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam đẹp lắm, tôi nói đẹp, đẹp bằng mọi thứ, nhân văn, nhân bản, nhân quyền đều có đủ ở nước Việt Nam thôi. Thành thử các anh hãy nhìn đó là một sự thật. Các anh đừng có nhắm mắt, nhắm mắt ấy. Rồi anh đi ngoài đường anh té, rồi anh đổ thừa này đổ thừa nọ. Anh phải nhìn nhận nước Việt Nam bây giờ đã thay đổi tốt đẹp, người dân Việt Nam sống hạnh phúc, họ sống trong hòa bình với thế giới, là anh phải ủng hộ họ để họ phát triển. Chứ anh ở bên Mỹ anh cứ chửi, cứ giữ về nước Việt Nam, cái điều đó không có được. Tiếng nói của chúng tôi sở dĩ phải nói ngày hôm nay là muốn nói đến tiếng nói sự thực từ trong nước ra, cái tiếng nói hòa bình, tiếng nói của người Việt Nam chân chính, chứ không phải là những cái lời xuyên tạc của mấy anh khi mà các anh che giấu cái sự thực rồi anh đem lên cái đài TV truyền hình anh nói sai sự thực với cái đồng bào ở tại hải ngoại. Bây giờ chúng tôi không sợ mấy anh nữa, chúng tôi đây là tiếng nói của quê hương. Thật sự cái gì đã có ở nước Việt Nam, các anh không thể nào bưng bít cấm cản chúng tôi nói cái tiếng nói của nước Việt Nam được. Và đây là những phong trào, ta đã thấy nhiều những phong trào họ đã nói lên cái sự thực, họ không cần nghe tin những cái gì mà mấy anh lên media ở nước Mỹ này đang xuyên tạc, không ai nghe mấy anh nữa, sự thực nó sẽ chiến thắng. Dạ, đồng thời thì quý vị nào mà đã thấy đã nói là